Ngồi vô. Chúc mừng đã đến nhà. Giờ cũng chân thành anh em mà để chia sẻ để cứu cho anh em đã được đoàn tụ với gia đình, rồi người sống đi chết đi sống lại. Rồi chưa nghe. Chia sẻ thêm với mọi người là anh Hồng, anh Chiến là còn mặc cái quần tù nè. Cái quần này anh sẽ làm gì? Về mua quần mới bỏ. Sao không treo lại làm kỷ vật? Thôi làm kỷ vật. Nằm mơ nhớ mấy con bullet quánh ghê quá. Thôi, tạm biệt ha. Không anh tiến cái đi. Để chừng sau mà. Không anh tiến cái. Kể lại với con cháu chứ. Không cái sao đậm nữa đi. Dạ anh tiến không lại cái chứ. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với lại anh Chiến, một trong những thuyền nhân mà bị cáo buộc rằng đánh bắt trái phép trên cái vùng trồng lấn của đất nước Indonesia. Sau gần 3 năm thì hôm nay anh Bùi Hồ sẽ đồng hành với anh quay trở về lại vùng đất an minh Kiên Giang anh Chiến ha. Thì hiện bây giờ không biết là cái cảm xúc của anh như thế nào anh Chiến? Cảm xúc vui mà sướng được về đoàn tụ với con với mẹ. Bây giờ thì chắc có lẽ là đang bồn chồn hồi hộp muốn nhanh trở về lại Kiên Giang, tại vì gần 3 năm rồi mình chưa về dưới đúng không anh? Giờ đang gặp con. Thông tin với cô bác quý anh chị, ngày hôm qua thì anh Chiến anh có điện cho ba rằng là rất muốn về sớm, tuy nhiên vì cũng thời gian cũng khá là khuya nên là nữ là hôm nay thì mới về luôn. Chắc bây giờ trước khi khởi hành thì em sẽ điện cho ba của anh để anh thông báo rằng là hôm nay mình tí xíu nữa mình sẽ về ha, tới ha. 3 tiếng không anh? Chắc cũng cỡ đó, hành trình của mình thì nó khoảng gần 200 cây số anh. Dạ, yeah, nói với mẹ 3 tiếng thì con về tới. Dạ. Yeah. 4 tiếng cũng được nữa. Alo ba. Ừ. Con đang đi xe về nè, con 4 tiếng cũng về tới dưới nha ba. Anh đi về tới nhà. Dạ. Giờ vậy hồi con về tới. Còn 4 tiếng đó. Rồi vậy thôi. Rồi, trên cái đường đi về cái quần mà anh đang mặc vẫn là cái quần quần tù. Quần lúc ở. Còn áo này là gì, không có áo chú Hai cho. Áo chú Hai cho. Chú Hai nào? Chú Hai ở còn là ở Tùng Vĩnh á. Chú Hai bao nhiêu tuổi rồi? 65 gì. Anh về đây thì anh nhớ hết những người bạn tù còn ở bên đó không? Nhớ. Nhớ hết ha. Vậy vậy sau này em nói có gì như 2-3 bữa nữa anh Phong có xuống dưới anh ít em ít rằng gửi qua cho anh em biết anh mình ở tù rồi gì em đây mình biết nó cũng khổ có nhiều rồi gửi nhiều có ít gửi ít cho anh em thằng An đang có sức khỏe rằng sau này có được gì nước rằng đoàn tụ với gia đình. Thôi bây giờ anh em mình sẽ tiến hành bắt đầu hành trình ha. Như vậy là sau một hành trình dài hơn 100 km thì 1/2 đoạn đường rồi. Chỉ còn 1/2 đoạn đường nữa thì mình sẽ tới nhà. Cái cảm xúc của anh bây giờ như thế nào anh Chiến? Mình mà thấy trong mình nó khỏe phấn. Thấy thoải mái. Những ngày mà anh ở tù bên Indonesia thì món anh thường ăn món gì? Người ta cho mình ăn món gì? Cá ngừ kho. Như ba con cá mà ba gà đồ như ấy rồi đó, như ba cái người mà nó hơi ỉnh rồi ăn không như là hơn thịt hơn dầu nữa. Có khi nào ăn cơm trắng đồ không? Có ăn cơm trắng mà không có gì chứ. Chỉ là có vài cơm rau cái sáng á. Lúc anh đi là bao nhiêu ký? 52 ký. Hiện nay còn 42 ký. Mới căng hồi tối nhìn còn 42 ký, mất 10 ký. Mất 10 ký. Ăn uống không được hay sao anh? Ăn có khi ăn được, có khi ăn không được nữa. Có khi bỏ ăn tới ngày uống nước không à. Chứ nó làm đồ ăn không phải như Việt Nam của mình. Nó nấu thí đại vậy đó. Nếu mà mình ăn được không được mấy nhà. Ngày hôm nay thì trước khi về đến nhà anh em mình cũng trưa rồi, giờ này cũng gần 12 giờ. Ở miền Tây mình rất thích một món đó là canh chua. Canh chua ở đây biết với canh chua của mẹ là ngon nhất. Ở đây nấu món canh chua, ở đây thì có canh chua nè, có canh chua cá gô, cá kèo, cá hú, cá lóc nè. Anh muốn ăn món gì? Ai biết anh kêu gì em ăn nấy ạ. Còn kho, anh muốn ăn món gì kho? Cái gì kho cũng được chứ nhá. Muốn ăn cá kèo hay là ăn cá lóc hay ăn cá hú cho anh chọn á. Em anh kêu gì em ăn nấy em như có lợi gì đâu chứ. Dạ cái này vậy ta kho. Món kho đó. Món kho mà cho cá lóc kho hay cá hú kho được không?
em muốn tôm kho. Ai biết anh ăn gì kêu anh ơi, anh ơi, một món canh chua cá hú với lại kho, có món gì kho ta? Dạ kho bên đây nè, có mình có cái rô. Hôm nay quán em không có cái kèo nha anh, tại vì cái kèo nó có mùi. À có thịt nè, thịt kho trứng, thịt kho tiêu, gà xào sả ớt, anh muốn ăn món nào? Gà cũng được nữa. Gà ha. Dạ rồi. Gà xào sả ớt, hai món cho hai người. Xào sả ớt với lại canh chua cá hú. Ừ. Rồi, bây giờ anh em mình dùng ha. Lúc mà anh ở bên Indo anh thèm món Việt Nam dữ không? Thèm. Có khi nhắc chảy nước miếng luôn. Dạ. Yeah. Thèm món gì nhất? Nhất là cá rô mà nấu canh chua có mẻ. Ừ. Thứ hai là cá rô mà ớt sa ngoại chiên á. Ừ. Hai món đó là thèm. Còn mấy mà gà nói là về hấp tỏi với hấp nước mắm mà mơ ướt chứ không có. Thì có mà về làm hay lâu chút không? Còn mấy đó là thèm nhất. À, về Việt Nam thì thầy dự định thời gian sắp tới anh sẽ làm gì? Em thì chắc nghĩ 1 tháng, 2 tháng rồi em kiếm việc gì trên bờ làm tháng 4-5 triệu. Ừ. Mà thì đây giấy chết coi thử mình sao mình kiếm số vốn nặng. Ở mình có đi học bằng lái xe hay gì á, hay làm gì mình cũng có số vốn mình làm. Có dự định đi biển nữa không anh? Chắc em chắc thì em cũng không có nói trước được, chắc dự định chắc 100% gì chắc em chắc nghĩ 80%. Tại vì đi biển bây giờ thấy vui dữ quá rồi. Thì lỡ mình hên á thì mình kia cũng có lý mà lỡ xuông cái bây giờ như ví dụ mà có xu bắt cái nữa nơi bơ không có tiền gì. Anh bảo anh làm này cực hơn. Sau này nó lên đi cái lực khó hơn năm nay. À, cái nữa là có gì ở đường bảnh 2 năm là mình có tiền gì phải không? Tại vì Việt Nam ở đường thêm 1 năm. Thì sau này mình bây giờ em nghỉ thời gian này em có số vốn hay gì á. Em đi làm trên công ty, hả, đi gà, đi heo hai là tháng 5 triệu, hả, 4 triệu gì làm, mình làm chiều chiều mình về nhà cũng được. À, sau khi dùng cơm xong á thì Bùi Hồ sẽ nhờ anh Chiến chia sẻ về cái quá trình lúc trước anh ở Việt Nam và anh đi biển như thế nào, vì sao anh lại bị bắt, và lúc bắt thì công an Indonesia, lúc anh ở tù thì như thế nào nha cô bác quý anh chị. Cô bác quý anh chị cứ tiếp tục đợi hành trình của các anh em cũng như là ngày về lại quê hương của anh. Còn bây giờ thì các anh em sẽ dùng đợi món cơm ra để chia sẻ một ít cho cô bác quý anh chị biết được luôn ha. Đây đây là cái món anh Chiến rất là thích, đó là gà xào sả ớt ha. Còn bên đây là canh chua cá cá hú, có rau nữa nè. Mỗi một phần như thế thì cũng 50.000 cô bác quý anh chị. Có ớt, chắc lâu rồi anh chưa ăn nước mắm này đúng không? Mấy năm trời rồi? 2 năm mấy rồi. À, 2 năm mấy rồi, bây giờ gặp hương vị Việt Nam thấy như thế nào? Thấy ngon thèm. Ờ, à, ăn đi anh, ăn này trước đi. Hả? Muốn chan nước canh chua hay sao? Thấy. Ừ, ăn đi. Rồi bây giờ cũng mời cô bác quý anh chị cùng dùng cơm với Bùi Hồ cũng như là anh Chiến ha. Đây cũng giờ được dùng luôn. Cá này thì cũng chín sơ sơ rồi, bây giờ đợi sôi. Đúng rồi. Ăn nhiều vô ốm quá. Này chưa về ăn chưa ngon đâu, ở 2-3 bữa nữa. Ừ. Hút mồi á. Tay ơi, tay giờ gấp không nổi luôn kìa. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. À, hiện tại thì Bùi Hồ với anh Chiến đang có mặt ở trong một cái quán để nghỉ trưa. Cũng như cô bác quý anh chị đã biết, anh Chiến là một trong 5 thuyền nhân mà bị cáo buộc rằng bị đánh bắt trái phép và bị cảnh sát Indonesia bắt giữ lại. Và sau đó thì hơn 2 năm trời bây giờ anh được phóng thích, được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, thì bây giờ anh cũng đã được phóng thích và trên đường về nhà. Thì hiện nay thì cái tâm trạng của anh như thế nào anh Chiến hả? Vui mừng. Ừ. Giờ được về, ở 2 năm mấy ở bên bệnh cũng cực khổ. Giờ về đây nó hoặc khỏe quá. Trước đây, trước khi đi biển thì anh ở quê làm cái công việc gì? Lúc đó em chưa đi biển gì hết, mà đôi khi làm công ty, như đi mà làm hồ á, làm hồ xây nhà rồi đó. Anh Chiến là quê ở huyện An Minh của huyện Châu Thành của tỉnh Kiên Giang. Huyện An Biên. An Biên, An Biên của tỉnh Kiên Giang. Thì anh làm bao lâu thì anh mới đi theo cái nghề đi biển, và vì sao anh lại bị
đi đánh tham gia một cái thuyền đánh bắt cá rép như vậy anh Chiến hả? Tại vì đại cầu em làm mình thấy trên bờ mà không có dư, thấy giờ đi biển thì có dư mà. Bữa nay em đi lên nhà ba nuôi em chơi rồi gặp cái thằng Võ, nó hỏi nó đưa lính đội đó, nó hỏi từng đi ghe không, đi ấy, hỏi đi sao, nói là đi rồi xuống cho nó 20 triệu, rồi là chẳng xuống ghe, rồi cưng gặp ba bữa kêu người đang cho xuống người đang gì á, đưa tiền, cưng anh chẳng xuống rồi chỉ cho anh nhiêu tiền cà phê gì cho. Rồi em nói đi rồi ở cái 20 triệu rồi như mua chi phí rồi cho anh này còn nhiêu là ba bữa anh gửi gì cho gia đình không, anh cho số điện thoại rồi anh gửi gì cho gia đình. Rồi sau em ra ba bữa em nó mất sống rồi. Sau này vô gửi rồi mấy ngày em điện á thì nó bắt máy, nó nói 2-3 câu rồi nó tắt. Thế sau này em tính nghỉ, theo trải em tính nghỉ, theo trải chuyến thứ hai em tính nghỉ, và thấy bữa đó nó vô trải rồi nó chạy ra liền, không có nghỉ, đi ra đánh có hát mấy gì bị mở lại bắt. Rồi mới mở lại hay Indo? Indo chứ. Rồi mới đi ra mới lấy giả cào chưa, tính giả cào chiều lấy rồi chạy năm về bên Mã Lai làm đánh khỏi ba bốn bữa nó vô. Indo chạy sang Indo. Chạy qua là đang bắt đang ở đánh Indo. Thì tính là lấy giả trưa này chiều tối lấy nhã nữa là chạy về nhấp canh bên Việt Nam đánh 2-3 bữa nó vô. Ngày tải đang chạy vô nghỉ phép chưa chơi nhà giả chưa lấy mới có chút xíu rồi lấy ăn cơm rồi thấy xa tưởng tàu buôn hai ngồi chiến tàu hải quân Indo bắt rồi nó kêu thuyền trưởng ra mà thuyền trưởng không ra nó quánh cho mấy cái gì đó thì kêu lính ra hết đưa tay lên đầu rồi nó nói chuyện gì đó hai câu cái nó ním ba mấy người lính đó đi qua ra tàu nó hết rồi nó nhốt vô phòng rồi cỡ 7 ngày nó nhốt phòng rồi nó chạy vô cái đảo nó mà sát bên Singapore. Nó nhốt đó 7 ngày mà nó cho uống ăn thì có một chén cơm, có khi ăn một chén nữa. Rồi 7 ngày nó giao qua bên Ba Tàm. Ba Tàm, Ba Tàm này ở thời gian nó chuyển qua vô như này. Lúc mà anh vô trại thì anh họ có đánh đập danh không anh? Không chị. Vô nó làm giấy tờ mình rồi cái nó nhốt mình ấy. Vô nó hỏi thăm báo hỏi ai ai như nó hỏi mình nó dạch ra cái điện thoại nó hỏi mình ở bên ảnh bao lâu rồi mà qua bên đây. Thì khi nó biết tiếng Indo nó nói trả lời năm mấy rồi lúc đó chuyển qua là 60 người thì không có đi máy bay mà đi đó là chuyển qua bằng tàu cao tốc của nó chuyển qua vô ban đầu 60 người rồi sau qua chuyển thêm 90 người là đặt đó là bên vô có mấy tháng à, tới tháng 5 là 2021 là chỉ 104. Em được nắm một số thông tin là trong vòng là 7 tháng qua thì người Việt của mình được phóng thích ngay tại Indonesia là hơn 100 người. Hiện nay thì ở trong buồng giam mà của anh thì còn bao nhiêu người còn ở lại? Còn 11 người. 11 người. À, mà 100 mấy gần 200 người là phóng thích là ở chỗ ngay chạy em dưới 4 cái đảo kia nữa. Tại vì nó 5 cái đảo là. Có những cái hoàn cảnh nào nó khó khăn dữ mà anh và anh nhớ tên hết những 11 người đó không? Chỉ là bây giờ chỉ là ở bây giờ còn một người đó là chỉ có ông Hai. Ông Hai với Dữ. Và hai người đó thằng Dữ đi về nhà liên là gì không được. Cho số điện thoại kêu gia đình nó điện mà gia đình nó bỏ rồi. Rồi còn ông Hai này em kể với anh đó. Là ông già ông 60 mấy tuổi mà ông đi ghe rồi bây giờ rồi. Con gì đi biển mà chưa bây giờ chưa biết vô hay chưa nữa. Cũng bị bắt luôn hay gì? Cũng bị bắt luôn. Chung về hai người đi chung ghe luôn đó. Thằng Giỏi đó ở dưới mê về Vĩnh Thần cái dưới. Còn ông này sát nhà em. Hai người cũng đi ra chung mà ông Hai thì ổng đồng nghiệp hơn. Tại vì con ổng làm chưa có tiền á, chưa được ông về mà ổng 60 mấy tuổi. Còn kia gì nó mới 30 mấy à. Mà kia nó đi cò, còn ông Hai này là qua hỏi ngay chân ghe đi luôn. Ngay chân chủ luôn. Ông Hai đó thì hiện nay vẫn còn ở bên đó. Còn ở đó. Ở tù bao nhiêu năm mà? Ông ở trước em 2 tháng em bao nhiêu? Gần 3 năm đó, còn tháng nữa 3 năm đó. Sức khỏe yếu dữ không? Ông cũng bình thường mà có cái lâu lâu ông bị nhức cái giò, hay bị nặng đó.
có ngày gì ổng uống cà phê, có khi bắt phim gì ổng coi, không có coi gì ổng ngủ á. Ổng cũng đi tới lưu lưu được, ổng cũng hoạt động mạnh. Thấy ổng già thôi nghiệp ổng. Thấy ổng về, thấy anh về thì ổng ông buồn ổng dữ không? Ổng buồn mà lúc bữa em về á là ổng thương, ổng sợ em đói á, ổng đưa mì nè, với cà phê á, ăn mì rồi uống cà phê về. Bữa đó em về ổng không dám nhìn luôn, sợ nhìn buồn khóc á. Bữa đó em về em nói chú Hai ở lại thẻ nha, có gì con về em bảnh này con có cơ hội nào con có tiền con gửi qua cho chú Hai mua cà phê với mì rồi ăn, thằng dưỡng sức ăn thế nữa có tiền ăn về. Nó rồi ổng nói về đến nay liền cho ổng hay. Rồi bây giờ anh có thể nhắn những lời trực tiếp cho chú Hai cũng như là những người mà từng ở tù chung với anh ở bên đó một lời nào? Thì em cũng nói với chú Hai với anh Chổi với anh ông Gòe là ráng đi, rồi sau này như bữa em về em nghe nói đại sứ quán tới ra cuối tháng 5 này bắt đầu tháng 6 có chuyến bay á, vì đại sứ quán chụp về rồi để bữa hai bữa nó đi em rảnh rồi dịp nào rảnh em thẻ em chuyển tiền qua cho chú Hai với anh Giỏi với anh Què mua đồ rồi ăn dưỡng sức ăn tới nữa đại sứ quán chụp về. Anh là bao chuột về bao nhiêu tiền? Hai. Anh á? Em gia đình chuột về bao nhiêu tiền? 20 triệu 140 ngàn, hai ngân hàng đóng 20 triệu. Và số tiền đó ở đâu anh có? Ba cho mượn. Ba nuôi á. Nuôi cho mượn. Ba là hồi anh sao để đến thời điểm này là 2 năm thì mới chuột anh về được? Tại vì lúc đó là ổng chưa có tiền, với lúc đó là em bên kia mà không có liên lạc với ổng được. Sau này mấy người đó về đó rồi em cho số điện thoại điện ổng, ổng mới kết bạn qua đó. Rồi lúc đó mấy người đó về nó em điện thoại về hết rồi, lúc đó vô mấy thằng mà 174 người về á, lúc đó em mà điện thoại mấy thằng kia rồi nó về hết rồi đâu có điện được đâu. Sau này em mới lấy số của ba em mới kết bạn em điện thoại của tiếng Anh á, là thằng em tính vài bữa nó gửi tiền cho nó đó. Anh nói là ngày xưa là anh bị cò cò biển dẫn lên tàu, và anh năm nay là bao nhiêu tuổi hay anh chứ? Em sinh năm 92 á. 92 là 31 à? 31. 31, 32. Thì anh có vợ con gì không? Có một vợ mà được đứa con, thằng trai 5 tuổi. Em vô bị bắt 2 năm mấy gì, quên 2 tháng mấy gì vợ bỏ. Sao anh biết vợ bỏ? Tại vì em điện về 2 cú trước bắt máy, 2 cú sau này điện không bắt máy chắc ăn không à. Rồi sau em mới xin số điện thoại của mẹ em, xin ba em số điện thoại mẹ em, mẹ em điện mẹ em nói gì. Bây giờ nghe nói mẹ em nói có điện cho bà Xui á, vì hai người thôi à, mẹ em với bà Xui cũng còn nói chuyện chứ không có ấy gì hết trơn á. Nói bây giờ vợ em thì nghe nói có bầu rồi chứ chưa, nghe nó chưa bước đi bước nữa gì đó mà nghe nói có bầu rồi. Bây giờ ở nhà là anh sống với ai? Nếu như về đây thì anh sẽ sống với ai? Sống với mẹ. Sống tại với vì mẹ. Còn mẹ với thằng con của em. Nhà định chỉ hồi đó em chưa có vợ gì, em với mẹ em không à. Ba với mẹ em thôi, hồi chưa đẻ em nữa. Ngày xưa anh đi cò thì sao? Hồi xưa đi cò thì lúc đó là chưa đi cò này em bị bắt nha. Mà lúc đó em bỏ nghe em đi. Chỉ cần qua bên kia là tới được nhà của mình. Đúng không anh? Nhà ba nuôi. Nhà ba nuôi, còn nhà ba gục ở đâu? Ở trong kia. Trong kia hả? Chủ yếu là em ở ngoài đây mà. Em ở ba nuôi của anh là gửi tiền để chuộc anh về đó đúng không? Cái giờ cái cảm xúc của mình như thế nào sao anh? Dạ mừng. Quá mừng luôn. Thấy đường xá rồi nó khác hơn lúc trước nhiều không? Khác hơn. Bởi vì em nhìn em thấy lộ nè, hồi đó lộ nhỏ xíu à, bây giờ nằm ra đó. Rồi bây giờ có chuẩn bị tinh thần gì chưa? Rồi ok. Vậy hả? Dạ. Thôi bây giờ chỉ cần qua bên kia là tới nhà rồi. 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 Rồi chú. Rồi. Chúc mừng đã đến nhà. Rồi ba đâu? 300 rồi. Dạ. 300. Dạ hả? Nghe chia sẻ thứ tiên con trả cho anh Chiến về đến đây rồi nè. Mấy năm rồi hả chú hả? 3 năm mấy rồi. 3 năm mấy rồi hả chú hả? Mắt chú bị mấy đục thì tận thể đó. Giờ này lên nhiều. Dạ. Mẹ đâu ba? Hả? Mẹ đâu rồi? Mẹ đi qua bên kia. Qua đây đi anh. Lâu dữ rồi đúng không? 3 năm mấy rồi đó. Trên quận 8 anh đưa con về tới đây. Dạ. Con sẵn chiến xuống ha. Dạ. Chú thấy bây giờ ốm dữ không? Cũng
hơi ốm hơn một lần chút. Rồi, hồi đó con 52kg chứ, căng 52, bây giờ còn 42kg nhiêu. Tới con ở cùng 10kg lên đó hả? Ờ, con vô nhà anh trứng bụi, trứng bụi căng hồi tối. À, mà tới tháng 10, 29 tháng 10 này 3 năm rồi. Má, má ruột nó ở dưới kia kìa, không ai đây nó rồi. Con nuôi chú á. Con nuôi con chú đó hả? Không phải ruột. Mẹ ruột không có tiền hay sao chú? Ờ, mẹ ruột nó không có tiền, mẹ ruột nó cũng lớn tuổi rồi, mẹ... 60 mấy tuổi rồi, đâu có đi làm con mấy tiền. 23 trước con còn bệnh. 60 mấy, mấy tuổi hả chú? Ừ. Mẹ ruột với lại ba chia tay. Xe này có ba vậy? À, thôi con cũng xin phép thầy gia đình sư về khỏe anh. Dạ cho em lại lời mà em có số điện thoại của anh ấy bụi mà. Có gì tới chiều chiều em điện nha. Về khỏe anh. Dạ dạ.